nghĩ lại thì đã bị mất trí nhớ. Lại cộng thêm việc xảy ra đối với mình thực sự cũng chẳng tốt lành gì, cho nên mình mới giảm bớt. Không thể nào, không thể nào. Thời gian là kiểu gia đình ích kỷ như vậy. Nếu như mình không phải thầy tiểu viên, thì bọn họ chẳng có lý do gì để nuôi một người lạ hết. Chắc chắn là trường hợp thôi. Ha ha ha, qua đây cứu tôi. Tên đáng ghét lại bắt nạt mình. Anh đã ngủ được 5 năm rồi chứ có phải là vừa mới ngủ đâu. Đã sớm quen đường đi lối lại trong nhà như lòng bàn tay rồi. Lại còn cần mình nhiều nữa. Nghĩ cái gì đấy, qua đây. Được ạ. Ông xã, vậy hôm nay anh muốn đi tắm trước hay là muốn đi ngủ trước đây? Thời tiểu viên, thực ra em căn bản không hề bị ngốc, đúng không? Ông xã, anh đang nói cái gì vậy chứ? Sao em lại nghe không hiểu vậy? Thực sự không hiểu. Anh chỉ biết bắt nạt Nguyên Nguyên thôi. Nguyên Nguyên không hề chơi với anh nữa đâu. Diễn đi, diễn biết cho tôi xem. Qua đây, đi tắm. Em không tắm. Không phải là em vẫn luôn nói là muốn xin bảo bảo sao? Em đi tắm đi. Hôm nay tôi sẽ cùng em xin bảo bảo. Không phải chứ, anh ta thực sự đến đứa ngốc cũng không buông tha cho sao? Em không tắm. Em không thèm xin bảo bảo nữa. Bây giờ không muốn nữa thì cũng không do em quyết định. Đi mau. Tắm xong rồi, lên đây. Ồ, em đột nhiên nhớ ra rồi. Từ từ cũng chưa được tắm. Em phải đi tắm cho nó trắng mút mới được. Muốn kéo dài thời gian thì cũng vô dụng thôi. Một đứa ngốc như tôi mà anh cũng không tha luôn hả? Thịnh Hàn Ngọc, anh cũng biến thái quá rồi đấy. Bộ dạng bây giờ của em không giống như là kẻ ngốc đâu. Em tự chủ động thừa nhận, hay là để tôi phải dùng cách khiến em phải mở miệng đây? Tôi là bà chủ đứng đằng sau của tập đoàn Thiên Mã. Tập đoàn Thiên Mã? Em nói chính là tập đoàn Thiên Mã mà.